Xin chào quý vị và các bạn. Trung Bộ dự báo sang ngày mai sẽ tiếp tục có nắng nóng. Từ Vinh trở xuống Phan Rang, Tháp Chàm nền nhiệt độ ở vào khoảng 35-37 độ. Trên nền nhiệt cao nắng nhiều, mây dông sẽ phát triển mạnh. Dù chỉ là gây ra mưa cục bộ nhưng rất dễ kèm theo gió giật mạnh và sấm sét nguy hiểm. Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có cảnh báo dông sét gió giật mạnh vào chiều và tối mai, nhất là tại khu vực Nam Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, bởi đây sẽ là vùng có mưa to với lượng ở vào khoảng là 50mm. Trong tối và đêm nay, vùng núi Bắc Bộ cũng sẽ có mưa dông, một số nơi như Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang và Bắc Cạn sẽ có thể có mưa với lượng là trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập tại khu vực trũng thấp. Đến trưa chiều mai mưa sẽ dứt, phần lớn Bắc Bộ giảm mây và có nắng trở lại. Nắng nóng 35-36 độ có thể xuất hiện tại thủ đô Hà Nội và Hòa Bình, Ninh Bình. Những khu vực khác nền nhiệt phổ biến trong khoảng là 31-34 độ. Không khí oi bức với độ ẩm sẽ cao trên 64%. Trên biển, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa dự báo đêm nay ít mưa, ngày mai có nắng, gió cấp 4 tới cấp 5, tầm nhìn xa trên 10 km. Vùng biển huyện đảo Trường Sa cảnh báo mưa dông kèm theo lốc xoáy, gió mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố Trung Bộ vào ngày mai.